Ô tô Quốc Hùng, Minh Linh xin kính chào quý anh chị và các bạn. Và để tiếp nối những chương trình đã phát thì hôm nay mình lại tiếp tục lên sóng để gửi tới quý anh chị và các bạn về chiếc Hyundai Getz sản xuất năm 2009, tư nhân chính chủ biển Hà Nội. Xe được trang bị phần ngoại thất là màu bạc. Và để mời các bạn quan sát phần đầu tiên của chiếc xe, đó là phần đầu xe. Trên chúng ta nên quan sát lại cái phần đèn này. Đèn đó là đèn zin theo xe các bạn nhé. Các bạn quan sát này, đèn đó là đèn zin theo xe chứ không phải là đèn tàu các bạn nhé. Đấy, các bạn quan sát này, các bạn quan sát từ phần gân chỉ lắp capo này. Để mà các bạn quan sát phần ngoại thất bên phụ này. Khi mua một xe cũ các bạn quan sát phần ngoại thất, nó là đường gân chỉ này. Chiếc xe nó còn căng và thẳng như này, nó chứng tỏ rằng cái xe không bị đâm va chạm trồ các bạn nhé. Một dàn nốt Michelin vẫn còn 80% các bạn này, mua về sắt đi không phải làm gì này. Lốp vừa thay xong các bạn nhé, vẫn còn gai lốp mít này. Các bạn quan sát phần góc xe này, bao lê này, những chiếc xe đẹp còn bao lê zin như này các bạn này. Các bạn quan sát phần cô lốp này, các bạn quan sát phần đuôi xe này, chiếc xe còn rất vuông vắn các bạn nhé. Đèn hậu luôn là đèn zin, cũng là zin luôn các bạn này. Các bạn quan sát phần ngoại thất bên phụ, sườn xe bên phụ, bên lái này. Các bạn quan sát này, cô lốp bên tài này. Các bạn quan sát bao lê này. Đây bãi xe về mình đây, ô tô Quốc Mê Linh, địa chỉ khu nghiệp Bắc Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội. Còn rất nhiều xe là các bạn lựa chọn này. Bạn nào quan tâm đến dòng xe nào liên hệ cho mình theo số điện thoại 0913660299. Xin nhắc lại với các bạn là số hotline của mình là 0913660299. Địa chỉ của mình nhà máy nước khu công nghiệp Bắc Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội các bạn này. Hà Nội hết giãn cách rồi cho các bạn nhé. Các bạn chờ đến bãi xe mình chỉ cần tiếp Covid là xong. Còn bạn nào mà không đi được xem video thế ha, hay thấy đúng những chiếc xe mình đang tìm kiếm, đặt cọc bên mình sẽ chuyển xe lên cho các bạn. Xin giới thiệu các bạn thì đây đó là một chiếc xe Hyundai Getz hatchback nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc với giá 148 triệu nhé. Chiếc xe này bên mình đang giao bán tại cửa hàng với giá 148 triệu. Xe được chủ nhân lắp vè mưa, lẹp chân kính, inox hết rồi các bạn nhé. Đây các bạn quan sát phần này, chỉ cánh đầu tiên bên lái này. Lòng cửa sơn zin, chỉ zin hết các bạn nhé. Đây các bạn quan sát cái tắp ly này. Chỉ có những chiếc ghét đẹp mới còn như này các bạn này, từ sơn này. Các bạn quan sát phần táp lô của xe này, không hề phan đục các bạn nhé. Vô lăng này, củ số các bạn này, phanh tay vẫn còn gai sần, nó thể hiện một chiếc xe đi rất ít các bạn nhé. Các bạn quan sát này, Margin Korea, bản đề xe còn chưa chạm cà lê mỏ lết các bạn nhé. Các bạn quan sát phần cánh sau bên lái này, cũng như cánh trước zin đét hết. Đây các bạn quan sát phần đinh tán này, chỉ có bụi bẩn theo thời gian thôi, còn zin đét hết, không hề tác động của gò hàn các bạn nhé. Và mình xin cam kết với các bạn 3 cuốn, cuốn A, cuốn B, cuốn C nguyên zin, chưa hề đâm va chạm trồ các bạn ạ. Các bạn quan sát phần một thất này, một lần quá đẹp luôn các bạn nhé. Trần da các bạn này. Bộ áo ghế rất sạch sẽ các bạn nhé.
và quan sát phần cốp sau xe này. Các bạn quan sát được sơn zin, chỉ zin. Xin nhắc lại với các bạn là chiếc xe này bên mình đang giao bán tại hàng với giá là 148 triệu. Bạn nào yêu thích dòng Hyundai Getz lồi đồng cuối đá liên hệ cho mình theo số điện thoại 0913660299 để chốt đơn. Các bạn ạ, chiếc Getz đẹp hay không, các bạn quan sát hai phần máng nước à, vẫn còn sơn zin này, chỉ zin này, chỉ xe nhập, bao giờ nó cũng lằn ngoằn này các bạn này. Đây các bạn quan sát này, đây các bạn quan sát này, phần sàn cốp sau quá đẹp luôn, sơn zin tuyệt đối. Chỉ có những chiếc Getz đẹp thì mới còn cái giá này các bạn nhé. Dòng Getz này rất hợp với các bác có đại lý. Đấy các bạn này, khi mình gập ghế này, gập thẳng được ghế, nó thành một cái cốp sau như xe bán tải luôn, rất phù hợp với các bác đi chợ. Đây các bạn quan sát phần gầm xe này. Để phải nói về phần tôn thép của một dòng xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc với một tiêu chí của xe nội địa Hàn Quốc thì ít khi mục ngoặt trừ đấm va các bạn nhé. Gầm rất đẹp. Đóng rất êm. Các bạn quan sát phần chỉ cánh bên phụ này. Đây các bạn quan sát này, cũng như bên lái thôi, zin đét hết, không mất một phần keo chỉ nào. Táp ly cũng vậy, bốn cánh rất đẹp. Các bạn quan sát phần tinh tán kèo cột bên phụ này. Bên mình không dùng hóa chất tẩy rửa các bạn nhé, để nguyên bản. Các bạn về chỉ có cho xà phòng và lau là sạch rồi. Em về nhá. Vâng anh về. Bạn quan sát này, phần chỉ cánh bên bên phụ, cuối cùng bên phụ này. Rất mong các bạn xem video thấy hay, like và chia sẻ đến kênh ô tô cũ Hùng Mỹ Linh. Bạn nào chưa có kênh xem xong video này thấy hay, like và chia sẻ cũng như đăng ký ủng hộ mình. Bên mình còn rất rất nhiều xe để các bạn quan tâm. Bạn nào quan tâm dòng xe nào liên hệ lại cho mình theo số điện thoại 0913660299. Xin nhắc lại với các bạn là địa chỉ bãi xe bên mình là khu nghiệp Bắc Thăng Long Đông Anh, Hà Nội các bạn ạ. Các bạn quan sát này, các lô không hề khoan đồ các bạn nhé. Mình quay video rất chân thành, rất thật, không cắt ghép video, truyền hình trực tiếp luôn. Đây các bạn quan sát này, ốc bản này vẫn còn sơn zin tuyệt đối các bạn nhé, chưa hề tác động một cà lê một lết. Xe được trang bị đầu màn cam đùi hết rồi. Các bạn mua về không phải làm cái gì, chỉ có việc đổ xăng vào mà chạy thôi. Vừa rồi mình đã quay toàn bộ phần ngoại thất cũng như phần keo chỉ cho các bạn. Để mời các bạn vào phần cuối cùng của xe, đó là nội thất cũng như là khoang máy. Giờ mình bắt đầu lổ máy để các bạn test lại máy của một dòng xe nhập. Đây nó là một cái dòng xe lồi đồng cối đá các bạn ạ. Các bạn quan sát này, các bạn quan sát lại phần táp lô này, vô lăng đã được bọc da hết rồi các bạn nhé, để cho độ trơn này các bạn ạ. Các bạn quan sát cái tiếng còi rất đẹp này. Điều hòa lạnh buốt luôn. Các bạn quan sát này, loa dòng xe nhập bao giờ nghe nó đẳng cấp chỗ khác các bạn ạ. Các bạn này, kính điện này. Các bạn quan sát phần gương, gương chiếu hậu kính điện này.
đi cùng tôi bạn này. Xe được trang bị cam lùi đầy đủ các bạn nhé. Ngoài kêu các bạn, kép từng mục hết các bạn. Đây các bạn quan sát này, dòng Vina kết này, đây cái mặt này chưa hề phải sơn các bạn nhé. Và để mời các bạn đến phần cuối cùng của xe, đó là khoang máy. Đây nó là một trái tim của chiếc xe. Chiếc xe đi ok không, nó phụ thuộc chính được cái trái tim này các bạn nhé. Các bạn quan sát thật kỹ. Các bạn quan sát phần chân phun, chân phanh, chân ga này. Các bạn, đèn pin ánh sáng nó rất thật, rất chuẩn các bạn nhé. Sơn zin, chỉ zin hết các bạn ạ. Bên mình không dùng hóa chất tẩy rửa các bạn ạ. Các bạn đang ổn rồi. Thì nó mình sẽ kiểm tra về phần hơi thừa cũng như là khói cho các bạn. Các bạn ạ, láng lớp sơn zin tuyệt đối rồi. Làm sốc không phải lớp 3 các bạn nhé. Còn cái gì đằng đầu ạ. Đằng đầu zin hết. Còn phần tai bên lái này. Và để kết thúc chương trình giới thiệu quý vị các bạn về chiếc Vinagate sản xuất năm 2009, tư nhân chính chủ biển Hà Nội với giá 148 triệu. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Rất mong các bạn xem video thấy hay, like và chia sẻ, đăng ký ủng hộ kênh ô tô cũ Hồng Quý Linh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.